Kính thưa quý chủ tọa đàm, kính thưa quý đồng nghiệp, thì hôm nay tôi xin trình bày bài giá trị của việc theo dõi CV ở bệnh nhân hồi sức tích cực. Thì nội dung bài trình bày này gồm 3 phần là các yếu tố ảnh hưởng đến CV, vai trò của CV trong hỗ trợ đánh giá huyết động và vai trò của CV trong hỗ trợ chẩn đoán và điều trị. Thì tôi xin đi qua phần trước. Đầu tiên là các yếu tố ảnh hưởng đến CV. Thì tôi xin nói về cái phần tiền tải. Tiền tải là một cái lực hay áp lực. Tiền tải là áp lực cuối cùng trong tâm thất trước khi bắt đầu thiền tâm thu và thiết lập thể tích cuối tâm chương của tâm thất dựa trên sự giãn nở của thành tâm thất. Cái CV thì nó là một cái tương tác, kết quả của sự tương tác giữa tim và máu trở về tim. Và giá trị của CV ngay trước khi khởi phát tâm thu là chỉ điểm cho tiền tải của thất phải. Thì cái dòng máu thì chúng ta là dòng máu là xác định được bởi sự tương tác của hai chức năng. Thứ nhất là cái chức năng tim của thất phải, thất trái và tuần hoàn phổi. Cái thứ hai là hồi lưu tĩnh mạch. Thì cái hồi lưu tĩnh mạch này nó phụ thuộc vào cái thể tích nội mạch của máu ở nội mạch trong cơ thể, cái độ giãn nở của tĩnh mạch, cầm lên tĩnh mạch và cái kháng lực của tĩnh mạch, và nó sẽ tạo ra một cái áp lực đổ đầy hệ thống trung bình, viết tắt là chữ MS, AFP, là cái áp lực áp suất trong mạch máu khi không có dòng chảy. Ở đây ta sẽ thấy là cái thể tích mạch máu chúng ta sẽ có hai cái thành phần mà chúng ta cần quan tâm, đó là cái stress volume. Thì nhưng mà đây chúng ta có thể tích máu toàn bộ của chúng ta ở đây thì chia làm hai thành phần. Cái stress volume nó sẽ chiếm 30% tổng thể tích máu, và đây là cái lượng máu nó trở về tim, là cái mạch lượng máu tĩnh mạch nó trở về và nó gây căng giãn thành mạch máu và tạo cái áp lực đổ đầy hệ thống trung bình. Còn lượng unstressed volume đây thì nó sẽ không tạo ra áp lực. Thì từ cái tỷ lệ giữa cái unstressed volume và cái stressed volume này nó có thể chuyển đổi được là từ unstressed volume sang stressed volume khi có co mạch. Do đó cái việc mà chúng ta lý do tại sao mà khi chúng ta bù dịch cho bệnh nhân thể hoặc là bệnh nhân bị mất dịch hoặc là giảm thể tích thì chúng ta có thể sử dụng vận mạch để chúng ta biến cái unstressed volume này sang cái stressed volume. Cái unstressed volume này không đo được cái dự trữ huyết động của cái chúng ta sẽ không có thể có phương án hoặc phương pháp nào theo dõi được cái dự trữ huyết động của cái unstressed volume này. Và chúng ta cái phần này tôi xin nói về cái phần chức năng tim. Thì tim thì không thể bơm ra ngoài một cái lượng máu nhiều hơn lượng máu trở về tim. Thì khi mà tim làm giảm cái áp lực nhĩ phải, thì khi áp lực nhĩ phải giảm thì tất nhiên là cái áp lực hạ nguồn nó sẽ giảm theo, và khi áp lực hạ nguồn nó giảm thì nó sẽ tăng đổ đầy tĩnh mạch và ảnh hưởng đến hồi lưu tĩnh mạch. Và khi đó thì cái CV ta nói là tương tác giữa chức năng tim và cái hồi lưu tĩnh mạch, nó không phải là tổng thể tích máu hay là thể tích của cái stress volume, và CV cũng không có tiên lượng được thể tích máu hoặc là cái tình trạng tim của bệnh nhân. Đây một cái nghiên cứu được làm năm 1984, người ta đánh giá cái mối tương quan giữa thể tích nội mạch và cái CV thực hiện trên 188 bệnh nhân ở ICU. Thì cái kết quả này cho thấy là không có sự kết hợp của CV và thể tích máu, với cái mối tương quan nó thấp là 0.24. Và chúng ta sẽ nhìn trên cái hệ thống này là cái đường trục ngang là cái lượng thể tích thiếu hoặc đủ, chẳng hạn như qua đây là thiếu 500, thiếu 1.000, thiếu 1.500, còn qua đây là dương 500, dương 1.000, dương 1.500 so với cái thể tích dịch của cơ thể bình thường, và đây là cái chỉ số CV. Thì người ta thấy rằng là ở những bệnh nhân có cùng một mức CV, chẳng hạn như CV bằng 5, sẽ có những bệnh nhân sẽ đang thiếu dịch, hoặc cùng mức CV đó có những bệnh nhân đã đang dư dịch, thành ra là CV thấp có thể là quá tải tuần hoàn và ngược lại. CV nó cũng có vai trò kém trong tiên đoán đáp ứng với mùa dịch, một cái tổng quan hệ thống thực hiện năm 2018, xin lỗi 2008, trên 24 nghiên cứu gồm tới 803 bệnh nhân, thì thấy cho thấy cái mối tương quan giữa CV và thể tích máu lần nữa thấy là cái mối tương quan rất là kém, với R là 0.16. Và ở chúng ta muốn biết là chẳng hạn như ở bệnh nhân có CV nền thì cái ở bệnh nhân mà có đáp ứng với bù dịch hay không đáp ứng với bù dịch có khác biệt hay không, thì câu trả lời là cũng không. Thì cái CV nền của người có đáp ứng với bù dịch và không đáp ứng với bù dịch nó là 8.7 cộng trừ 3 so với là 9.7 cộng trừ 2, và cái sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Và tương tự như vậy, cái CV nền so với thay đổi shock index và cái cardiac index cũng vậy, nó có mối tương quan kém, và cái khả năng chẩn đoán được cái từ CV nền này để thay đổi cái shock index và cardiac index thì nó chỉ tích dưới đường trong rốc chỉ là 0.56 thôi. Và hệ số tương quan
giữa chúng ta cũng hay thấy cái sự lấy chỉ số CP với lại cái delta CP để chúng ta có thể coi xem có tiên đoán được cái chỉ số chốc index hay cặp lát index hay không, thì cái hệ số này cũng rất thấp là 0.11. Chúng ta xem về cái vị trí của tương tác giữa tim và hồi lưu tĩnh mạch để cho cái giá trị CP, thì cái đường màu đỏ này là cái lưu lượng mạch máu chức năng tim, và chúng ta cũng thấy là khi mà cái áp lực nhĩ phải tăng tới một mức giới hạn nào đó thì cái suất công suất tống máu phân suất tống máu của bệnh nhân thì nó cũng sẽ không tăng hơn, thì cái lúc này cái vị trí này là gọi là chức năng tim tới hạn. Và cái hồi lưu tĩnh mạch cũng vậy, khi mà cái áp lực nhĩ phải giảm thì cái lưu lượng mạch máu trở về tim càng cao, thì nếu mà cái áp suất tĩnh mạch mà bằng zero ở vị trí này, chúng ta là áp suất tĩnh mạch bằng zero, thì cái hồi lưu tĩnh mạch nó sẽ là tới hạn. Và cái vị trí mà tương tác giữa cái hồi lưu tĩnh mạch và cái chức năng tim thì nó cái vị trí đó nó gọi là gục tim CP. Các yếu tố ảnh hưởng đến CP bao gồm có nhiều yếu tố, chúng ta thấy là có thể là thể tích mạch máu, trương lực mạch máu, có những cái bệnh cơ tim, màng ngoài tim, van tim, áp lực lồng ngực và áp lực ổ bụng đều ảnh hưởng lên cái số đo CP chúng ta thể hiện ra ngoài. Do đó cái việc con số CP nó không phải là chỉ nó cũng khi mà chúng ta bị luận chúng ta phải nhìn nhiều yếu tố để chúng ta giải thích hoặc là chúng ta đánh giá. Thì CP ở người bình thường á thì có thể là thấp hoặc âm ở tư thế thẳng đứng, có thể đối với chúng ta CP có thể là âm 1, âm 2 thì không có nghĩa đối với người bình thường chúng ta lại đánh giá người đó là có một cái tình trạng giảm thể tích. Nhưng mà nếu mà CP cao ở người mà nghỉ ngơi mà CP cao á, thì có là khả năng bất thường. Và chúng ta đang có, khi mà chúng ta có một con số CP tăng thì chúng ta sẽ có 3 tình huống sau đây. Tình huống A là chúng ta thấy bây giờ chúng ta thấy là đây là cái màu đường màu xanh là cái đường hồi lưu tĩnh mạch, cái đường màu đỏ là cái đường chức năng tim, phân suất tống máu chức năng tim. Thì nếu mà chúng ta thấy cái đường này là cái đường chức năng tim bình thường ở bệnh nhân này có cái hồi lưu tĩnh mạch không thay đổi, nhưng mà nếu chức năng tim giảm từ ở cái đường biểu diễn ở phía trên đây chúng ta xuống cái đường biểu diễn phía dưới đây thì rõ ràng con số CP chúng ta thấy sẽ tăng lên. Đây là cái đường trục ngang là cái áp lực nhĩ phải, thì cái CP nó cái số nó sẽ tăng lên, và khi đó là tình huống này là khi CP tăng là có giảm chức năng tim và khi đó cung lượng tim sẽ giảm. Tình huống thứ hai là hình B, chúng ta thấy cái chức năng tim và cái đường này chức năng tim là bình thường, cái hồi lưu tĩnh mạch đây từ cái đường biểu diễn này chúng ta sẽ chuyển sang đường biểu diễn bên cạnh, đó là cái hồi lưu tĩnh mạch nó sẽ tăng lên, chúng ta có sẽ một cái stress volume tăng thì lúc đó cái CP nó cũng tăng, và trong tình huống này thì cung lượng tim nó tăng. Chúng ta sang cái đường thứ ba, biểu diễn thứ ba thì cái đường cái chức năng tim thì cái đường chức năng tim lúc này nó cũng bình thường, cái kháng lực tĩnh mạch bắt đầu nó tăng lên, và khi kháng lực tĩnh mạch tăng lên thì thể tích máu trở về tim nó cũng cao lên, và khi đó cái đường CP từ vị trí này nó chuyển sang vị trí này và khi đó cái đường CP nó cũng cao, và trong tình huống C thì kháng lực tĩnh mạch tăng và cái cung lượng tim tăng, và do đó mà thấy là trong một cái CP tăng nó có thể là cung lượng tim giảm hoặc là cung lượng tim tăng. Chúng ta cũng có CP thấp với sự thay đổi khác nhau của chức năng tim. Chúng ta nhìn cái hình đầu tiên bệnh nhân đây với một cái chức năng tim bình thường và cái lưu lượng máu trở về tim, chúng ta có đặt một tình huống là lưu lượng máu về tim với áp lực nhĩ phải là bằng 0. Thì đây là có một cái chức năng tim bình thường và thể tích máu bình thường. Trong cái tình huống chúng ta có một cái giảm chức năng tim và thể tích máu cùng giảm, thì chúng ta thấy là hai đường này từ vị trí này chúng ta sẽ có cái đường diện tích lưu lượng nó sẽ giảm xuống và thể tích máu trở về tim nó cũng giảm xuống, thì khi đó chúng ta vừa có một cái CP cũng thấp với một cái lưu lượng tim cũng thấp theo. Cái tình huống thứ ba là chúng ta có một cái chức năng tim bình thường nhưng mà thể tích máu nó giảm xuống thì cái CP nó cũng giảm theo, thì trong cái tình huống này chúng ta sẽ có những ba cái tình huống như vậy. Ngoài ra chúng ta phải còn phải lưu ý đến các yếu tố ảnh hưởng số đo CP. Chúng ta phải thiết lập được cái mức CP nền hay là cái số CP zero, hay là chúng ta sẽ làm cái test zero cho nó đúng để chúng ta sẽ có cái số đo so với cái áp lực tĩnh mạch khí quyển xung quanh chúng ta. Thứ hai chúng ta lưu ý là cái áp lực sinh thành, thì cái số đo mà nó đưa ra cho ngoài chúng ta nó còn phụ thuộc vào cái áp lực màng phổi và thay đổi của áp lực màng phổi lên chu kỳ hô hấp. Thành ra là khi cái số đo mà chúng ta có được á không phản ánh được chính xác con số thực của CP. Nếu mà muốn có con số thực của CP thì có thể chúng ta phải có một cái transducer
cái cảm biến nó nằm trong cái lồng ngực, hoặc là chúng ta phải có một cái cata đo được cái áp lực màng phổi. Thì khi đó cái số đo CP mà thực trong cái là cái nhĩ phải của thì nó sẽ là cái số đo mà chúng ta có được, nó trừ đi số đo cái màng phổi, số đo áp lực màng phổi mới chính xác được. Nhưng mà thực tế chúng ta sẽ không có những cái con số như vậy. Khi chúng ta có được cái số đo CP ở ngoài, chúng ta phải biện luận để chúng ta xem cái số đo đó nó ảnh hưởng như thế nào đến cái số đo thực của CP của bệnh nhân. À, vậy thì cái vai trò của CP trong lâm sàng phải là như thế nào? Chúng ta có thể dùng CP phối hợp với cung lượng tim trong đánh giá huyết độc. Trong đánh giá đáp ứng với bù dịch thì CP đơn độc không phải là cung tụ tiên đoán tốt cho đáp ứng với bù dịch. Thì chúng ta cũng biết rồi, khi bù dịch mà cung lượng tim tăng thì chúng ta nói là bệnh nhân có đáp ứng với bù dịch. Khi bù dịch mà cung lượng tim không tăng, chúng ta nói là bệnh nhân có 3 tình huống. Thứ nhất là bệnh nhân không đáp ứng với bù dịch. Thứ hai là lượng dịch quá ít, không có đủ để chúng ta tạo ra được một cái thay đổi để có thể thấy được cái sự đáp ứng với bù dịch đó. Và chúng ta một số trường hợp chúng ta có thể sử dụng thêm CP để đánh giá đáp ứng với bù dịch. Nếu mà CP chúng ta thấy đã tăng rồi mà cung lượng tim thay đổi ít thì chúng ta kết luận là bệnh nhân dung nạp kém với dịch. Nếu mà CP thay đổi ít mà có tăng cung lượng tim thì chúng ta nói là bệnh nhân có đáp ứng với bù dịch. Trong tình huống chúng ta không thể đo được cái cung lượng tim thì cái việc tăng CP nó có ý nghĩa như thế nào? Thì việc tăng CP này chúng ta thì có thể nó kết luận là nó làm tăng tiền tải khi chúng ta bù dịch thôi, chứ chúng ta không có rõ là việc bệnh nhân chúng ta bù dịch như vậy có đáp ứng với bù dịch hay không, có làm tăng cung lượng tim hay không. Chúng ta có thể sử dụng cái theo dõi khuynh hướng thay đổi CP cũng như đo cung lượng tim để đánh giá cái đáp ứng với bù dịch. Thì trong cái test truyền dịch đó, trong cái test truyền dịch, nếu mà chúng ta truyền dịch chậm quá thì cái lượng dịch nó sẽ thoát ra ngoài thành mạch, thành ra khiến ta đo đạt các thông số chúng ta sẽ không thấy được cái sự thay đổi cung lượng tim nó có ý nghĩa. Nếu mà chúng ta làm test bù dịch chúng ta thấy cung lượng tim tăng thì có thể chúng ta không cần đo CP nữa, chúng ta có thể kết luận luôn là bệnh nhân này có đáp ứng với bù dịch và chúng ta can thiệp thêm là bù thêm dịch. Trong tình huống chúng ta đo cung lượng tim mà cung lượng tim không tăng hoặc là tăng một cách không có đáng kể, không có ý nghĩa, thì nếu mà chúng ta đo CP lớn hơn 2 thì có thể là chức năng tim đã ở phần bình nguyên, có nghĩa là chúng ta bù dịch lên chỉ làm tăng cái áp lực tăng CP, tăng cái áp lực nhĩ phải thôi, nhưng mà không thể nào tạo ra thêm được cái cung lượng tim tăng thêm. Và chúng ta kết luận là bệnh nhân này không đáp ứng với bù dịch và chúng ta không nên bù thêm dịch. Nếu CP nó không đổi hoặc là nó tăng nhỏ hơn 2, có thể là chúng ta có thể là cái lượng dịch test nó chưa đủ để tạo ra đáp ứng với bù dịch, chúng ta có thể test dịch cho đến khi CP tăng lớn hơn 2. Và lưu ý là nếu dịch tốc độ nhanh hơn thì có thể số lượng dịch sẽ ít hơn. Ngoài ra CP còn có trong hỗ trợ trong chẩn đoán và trong điều trị. Chúng ta sẽ diễn giải ý nghĩa của giá trị CP kết hợp với cung lượng tim. Thì trong tình huống ta có một cái CP thấp và chúng ta đo cung lượng tim mà nó cao thì chúng ta có thể bệnh nhân này có một cái chức năng tim tăng. Tuy nhiên nếu mà CP thấp, chúng ta đo cung lượng tim cũng thấp thì chúng ta nghĩ khả năng cái này là giảm hồi lưu tĩnh mạch hoặc là bệnh nhân đang thiếu dịch, chúng ta cần phải bù dịch cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có một cái CP cao mà cái cung lượng tim nó thấp thì chúng ta sẽ diễn giải là cái chức năng tim của bệnh nhân đã giảm và chúng ta điều trị có thể phải cần tăng sức co-bóp cơ tim. Nếu CP cao mà cung lượng tim tăng thì bệnh nhân có thể có tăng cái hồi lưu tĩnh mạch. Còn nếu CP ở những giá trị không thay đổi không cả, thì có thể nếu mà cung lượng tim thì có thể là tăng cả hai chức năng, và nếu mà giảm cung lượng tim có thể là giảm cả hai chức năng. Ngoài ra CP còn giúp chẩn đoán khả năng một số tình huống lâm sàng. Ví dụ như chúng ta thấy bệnh nhân này, chúng ta nghĩ bệnh nhân này sốc tim do thuyên tắc phổi. Thì nếu bệnh nhân CP cao, nó đo CP cao, chúng ta thấy ở cái ca trường hợp này phù hợp, có thể đúng với diễn tiến lâm sàng. Chúng ta phải đi tiếp cái hướng mà chúng ta đang nghĩ như vậy. Tuy nhiên nếu chúng ta thấy ở bệnh nhân này sốc tim do thuyên tắc phổi mà CP thấp, chúng ta nói không có vẻ không phù hợp lắm, có lẽ cái chẩn đoán chúng ta đã không phù hợp, chúng ta kìm một chẩn đoán khác, hay là bệnh nhân này có kèm một bệnh lý khác, chẳng hạn như bệnh nhân này vừa kèm thấy sốc mất máu chẳng hạn, hoặc là sốc giảm thể tích chẳng hạn, thì cái chuyện mà thuyên tắc phổi thì nó không loại trừ xảy ra cho bệnh nhân sốc mất máu hoặc là sốc giảm thể tích. Rồi nếu mà bệnh nhân có sốc mất máu thì chúng ta, nếu mà bệnh nhân có CP thấp, chúng ta thấy có khả năng cái chẩn đoán chúng ta phù hợp. Tuy nhiên nếu mà CP cao, chúng ta thấy kìm thêm một nguyên nhân khác, tại sao bệnh nhân này sốc mất máu mà CP lại cao, có thể là cái chức năng tim bệnh nhân này có vấn đề, thì chúng ta đánh giá thêm chức năng tim của bệnh nhân này. Và chúng ta có thể phối hợp CP cũng như đo cung lượng tim trong điều trị bệnh nhân sốc, thì cái huyết áp động mạch nó sẽ bằng cái lưu lượng nhân cái kháng trở ngoại biên. Thì cái lưu lượng này nó phụ thuộc vào cái tim, thì chúng ta có thể sử dụng, nếu mà cái lưu lượng thấp thì cung lượng tim thấp thì chúng ta sẽ dùng cái thuốc tăng co bóp cơ tim.
Nếu mà cái lưu lượng này nó phụ thuộc vào cái thể tích máu trở về tĩnh mạch, hồi lưu tĩnh mạch, do xét volume, do cầm lệ ân tĩnh mạch hoặc kháng lực tĩnh mạch, thì chúng ta có thể bù, nếu mà thiếu thể tích thì chúng ta có thể bù thêm dịch, chúng ta có thể thêm vận mạch. Và trong một số trường hợp nếu mà cái kháng lực mạch máu thấp, có thể là do thuốc hoặc là do nhiễm trùng huyết hoặc do là bệnh nhân sốc 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 thần kinh, thì chúng ta có thể sử dụng vận mạch. Thì đây xong này là một số cái trường hợp mà cái thông số giữa cung lượng tim CP để chúng ta có một cái chẩn đoán và có cái xử trí phù hợp. Ví dụ như ở bệnh nhân bị sốc mà chúng ta đo cung lượng tim không đổi hoặc cung lượng tim tăng, CP bình thường hoặc là giảm, thì cái ý nghĩa lúc đó là cái kháng lực mạch máu ngoại biên giảm, chúng ta phải cần phải sử dụng thêm vận mạch để xử trí trường hợp sốc này. Trong tình huống mà cung lượng tim giảm thì nếu mà CP cũng giảm theo, thường là do thiếu dịch chúng ta cần phải bù dịch thêm. Nếu mà cung lượng tim giảm mà CP tăng thì cái thường là do chức năng tim thì cũng giảm theo, thì chúng ta sẽ sử dụng các thuốc tăng sức co bóp cho tim. Tóm lại thì CP nó không phản ánh thể tích dịch nội mạch, CP đơn độc không có tiên đoán giúp đáp ứng với bù dịch. Chúng ta cần phối hợp CP và đo cung lượng tim có thể giúp tiên đoán đáp ứng với bù dịch, và có thể sử dụng CP trong hỗ trợ chẩn đoán và điều trị sốc khi phối hợp với các phương tiện khác. Bài trình bày đến đây là hết. Xin cảm ơn quý thầy cô và quý